chặt 3.000 cây đa, 10 quan chức Quảng Châu bị kỷ luật. Quyết định chặt cây được đưa ra trong kế hoạch nâng cấp đô thị do Phòng Phát triển Nhà ở và Đô thị Nông thôn Quảng Châu ban hành vào tháng 11 năm ngoái, khiến hơn 4.300 cây lớn bị chặt hạ, trong đó có khoảng 3.000 cây đa. Số cây xanh này bị các quan chức chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ra lệnh đốn hạ, bất chấp người dân phản đối. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc CCDI cho biết, quyết định chặt bỏ hàng nghìn cây xanh của giới chức Quảng Châu hủy hoại môi trường sinh thái, nét văn hóa, lịch sử của thành phố, hủy hoại những ký ức tốt đẹp và làm tổn thương tình cảm của người dân dành cho thành phố. CCDI ra quyết định cảnh cáo và cách chức Phó Thị trưởng Quảng Châu Linh Giao Bình. Các biện pháp kỷ luật tương tự cũng được áp dụng với Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Phòng Lâm nghiệp, Giám đốc Cơ quan Quản lý Cây xanh thành phố Quảng Châu và một số quan chức liên quan.